Kính thưa quý ân nhân, những chiếc lá vàng rơi là dấu hiệu của mùa lễ tạ ơn đang gần đến. Thật là đẹp thay của ngày lễ tạ ơn, để mọi người có dịp bày tỏ lòng biết ơn. Hội xin kính gửi tặng đến quý đồng hương DVD kỳ thứ 22, phim về một câu chuyện có thật đầy thương tâm và nước mắt của người phong cùi. Chú Năm ơi, bạn Quy của tôi nó mắc bệnh phong. Nguy hiểm quá. Bệnh này thì hay lây lắm. Quy à, ông xin chéo, hãy cách ly ra khỏi cái làng này, để dòng họ ta khỏi bị tai tiếng là dòng họ có người mắc bệnh phong. Bệnh cùi. Xong rồi một kiếp cùi phong, nào đâu còn nữa mà mong được lành. Hội xin gửi kính biếu quý ân nhân cuốn DVD kỳ thứ 22 như một lời chân thành tri ân. Xin quý đồng hương tiếp tay với hội phổ biến DVD mới này cho những người thân trong gia đình, bạn bè quen biết hay chùa và nhà thờ. Xin cảm ơn quý vị.